Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế là hơn 424,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua 11 loại vaccine năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025 là hơn 423 tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung theo tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí mua vaccine theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp lý để triển khai nhiệm vụ tiêm chủng theo kế hoạch đã đề ra.